Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dấu tích lịch sử. Như các bạn đã biết, ông Nguyễn Thành Long là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên bị bắt vì vụ án sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Sau đó, nhiều thông tin cho rằng ông Nguyễn Thành Long đã tự tử trong trại giam khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Vậy thực hư thông tin ông Nguyễn Thành Long tự tử trong trại giam như thế nào? Đây là thông tin chính xác hay chỉ là tin đồn gây hại của các thế lực thù địch chống phá nhà nước? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu đời tư của ông Nguyễn Thành Long. Ông Nguyễn Thành Long sinh ngày 3 tháng 9 năm 1966 tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là một chính trị gia, giáo sư, tiến sĩ y khoa người Việt Nam. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, là bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong vụ án phòng chống dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam do có liên quan đến vụ án sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Bình, ngày nay là Trường Đại học Y Dược Thái Bình, năm 1990. Sau đó là thạc sĩ y khoa chuyên ngành truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội năm 1995, tiến sĩ y khoa năm 2003, phó giáo sư y học năm 2009, phó giáo sư kiêm nhiệm Trường Đại học Griffith Úc năm 2011, giáo sư y học năm 2013, tốt nghiệp chính trị cao cấp năm 2007, tốt nghiệp lớp bồi dưỡng dự nguồn cao cấp khóa 3 tháng 5 năm 2014. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp kỳ thứ 13. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung. Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thiếu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì kỳ họp thứ 15 của cơ quan này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 4 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Thành Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Y tế. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Long. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, ông bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ khoảng 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 53 tỷ đồng, khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập kỳ họp bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long. Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Quốc hội với đa số phiếu tán thành. Quốc hội thông qua việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định số 658 trên QĐ gạch CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Long. Theo đó, quyết định ghi rõ,
căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14, căn cứ Nghị quyết số 49/2022/QH15 của Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7/6/2022, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nước quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Long. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 6, theo ghi nhận của nhân chứng, hai ô tô biển xanh xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Y tế ở tổ hợp số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khoảng 3 giờ làm việc, ông Long lên xe, rời đi cùng một số cán bộ. Tối ngày 7/6/2022, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố đối với ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 7/6/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 1. Ông Chu Ngọc Anh, 2. Ông Phạm Công Tạc về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 3. Ông Nguyễn Thành Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về tin đồn, ông Nguyễn Thành Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử trong trại tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hai bị can đang được giam giữ, chế độ giam giữ đúng quy định, tâm lý của hai bị can hoàn toàn bình thường. Chiều ngày 30 tháng 6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp. Tại buổi họp liên quan vụ Việt Á, phóng viên đặt câu hỏi về thông tin Việt Á từng nhập 3 triệu kit test từ Trung Quốc với giá bán chỉ hơn 20.000 đồng. Liệu số kit test này có liên quan đến Việt Á hay không? Và ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có nhận hối lộ hay không khi mà Việt Á từng chi 800 tỷ đồng để bôi trơn? Hồi đáp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu cho biết, qua điều tra, Việt Á có 4 nhóm tội danh. Trong đó, trung tâm của sai phạm là liên quan đến sản xuất phân phối, thông đồng, móc ngoặc trong đấu thầu và chi tiền ngoài hợp đồng. Liên quan sản phẩm của họ trong vụ án là đề tài khoa học cấp quốc gia, là loại kit test là PCA, tức test chậm, không phải test nhanh. Như vậy, chúng tôi khẳng định 3 triệu kit test nhập khẩu từ Trung Quốc không liên quan đến vụ án này. Không có chuyện công ty Việt Á nhập số kit test này vào rồi dán tem như một số dư luận nêu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói, liên quan việc có thay đổi tội danh đối với hai bị can Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh, có hay không việc hai bị can này nhận hối lộ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, mỗi bị can bị khởi tố một tội danh khác nhau. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong khi ông Nguyễn Thành Long là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về tin đồn ông Nguyễn Thành Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử trong trại tạm giam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Hai bị can đang được giam giữ, chế độ giam giữ đúng quy định, tâm lý của hai bị can hoàn toàn bình thường. Thông tin ông Nguyễn Thành Long tự tử trong trại giam gặp phải những bình luận trái chiều khác nhau. Cụ thể, bằng mọi cách cán bộ trại giam cần bảo vệ các tội phạm để tòa xét xử công khai đúng người đúng tội dù là loại tội phạm nào. Cán bộ cao cấp ở ngành y tế, một ngành có châm ngôn luôn thương yêu và hết lòng chăm lo cho sức khỏe của người dân, nhưng lại làm những điều ngược lại, tội nghiệp cho những người dân, nhất là những người nghèo khó, cần có hình phạt xứng đáng cho những người sai phạm, đúng người, đúng tội. Thật uổng phí cho một kiếp người có điều kiện hơn hẳn mọi người. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Tiếc cho một người cán bộ mà phải ra nông nỗi đắng cay tham ô nhiều tiền để làm gì mà để nhục cho con cháu mãi mãi. Thật đáng tiếc cho một nhân tài lạc lối. Đó là những bình luận được nhiều người quan tâm nhất. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về vụ việc này? Hãy để lại bình luận ở dưới video nhé. Video hôm nay của Dấu Tích Lịch Sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý vị khán thính giả thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.